Già vẫn sướng nếu ngộ ra được 10 điều này. Kênh Hãy Sống Khác xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị thân mến, một cuộc đời tốt đẹp nhất định phải lấy lương thiện làm gốc rễ. Lòng tốt là nền tảng của một nhân cách đẹp. Một người tâm địa độc ác sẽ chỉ làm ra những việc xấu xa hoặc vô đạo đức, giống như cây thối từ rễ, nước vẩn đục từ nguồn. Đọc vạn cuốn sách, đi vạn dặm đường, mọi việc bạn trải qua, những người bạn gặp, những cuốn sách bạn đọc, con đường bạn đi, tất cả đều ảnh hưởng tới lề lối cuộc đời bạn. Tầm nhìn quyết định lề lối thành toàn nên mọi cuộc đời thành. Lề lối thành toàn nên một cuộc đời thành công. Gieo một hành vi, gặt một thói quen, gieo một thói quen, gặt một tính cách, gieo một tính cách, gặt một đời người. Làm người, làm việc thành bởi 10 ngộ mà chúng tôi sẽ chia sẻ ngay sau đây. Kính mời quý vị cùng chú ý lắng nghe. Thứ nhất, năng lực, động lực, định lực là điểm tựa giúp bạn đứng vững. Năng lực là cơ sở để làm việc, quyết định bạn có thể làm gì. Động lực là điều kiện làm việc, quyết định bạn muốn làm gì. Định lực là bảo đảm làm việc, quyết định bạn dám hoặc không dám làm gì. Có đủ cả ba quyết định, bạn sẽ trở thành ai? Hiện tại, quan trọng nhất là định lực. Định lực giúp bạn tránh khỏi mê hoặc, chịu được cô đơn, giữ mình trong sạch, không dao động trước mọi khó khăn và nguy hiểm. Có năng lực, không có động lực. Năng lực giảm giá, có năng lực, có động lực nhưng không có định lực, mọi việc sôi hỏng bỏng không. Năng lực, động lực và định lực giống như kiềng ba chân, giúp bạn đứng vững, bay cao và đi xa. Thứ hai, biết làm việc, biết đối nhân xử thế, biết nhẫn nhịn là nước thang giúp bạn luôn tiến về phía trước. Đấng quân tử dùng sự học để dung hợp, dùng sự hỏi để phân biệt, dùng sự rộng rãi để ở, dùng điều nhân để thi hành. Biết làm việc là một kiểu tố chất, biết đối nhân xử thế là kiểu cảnh giới, biết nhẫn nhịn thiệt thòi, biết bất công và đau khổ trước mắt là một kiểu tu luyện. Biết làm việc là bởi không ngừng học hỏi, hăng say làm việc. Biết đối nhân xử thế là bởi có thể khoan nhượng, bao dung, thấu hiểu và tín nhiệm. Thế giới dù to đến mấy cũng không thể to bằng trái tim bao dung. Bao dung mới có thể dung hòa. Biết nhẫn nhịn là bởi có tầm nhìn xa trông rộng. Chỉ khi nhìn đời bằng một con mắt thoáng thì mới kiềm chế được cảm xúc, chịu được thiệt thòi trước mắt. Việc không suy tư thường sẽ bại, người có thể nhịn tự nhiên sẽ vô lo. Biết làm việc, biết đối nhân xử thế, biết nhẫn nhịn, giống như ba nấc thang lớn, chỉ cần bước qua là có thể thuận lợi tiến về phía trước. Thứ ba, suy nghĩ, cách nói và phương pháp là ba cấp đánh giá năng lực cao thấp. Tri thức phải đi đôi với hành động, biết nhưng không làm được bằng với không biết. Trình độ năng lực của con người có thể nói thành hai cấp độ, một là biến suy nghĩ trong lòng thành lời nói và một là biến lời nói thành phương pháp hành động thực tế. Ai cũng có suy nghĩ riêng của mình, nhưng để biểu đạt những suy nghĩ ấy một cách rõ ràng khiến người khác nghe được, nhớ được, dùng được không phải ai cũng làm được. Có thể nói, đi vào lòng người khiến người khác ấm lòng, tâm phục, khẩu phục, đó gọi là bản lĩnh và trí tuệ thực sự. Nếu như có thể biến những suy nghĩ và cách nói đó thành phương pháp và hành động, thì đó là bản lĩnh lớn và trí tuệ lớn, tạo nên sự khác biệt giữa năng lực của mỗi người. Thứ tư, học thức, kiến thức và sự sáng suốt là giải pháp để bảo đảm giúp bạn thành công. Chi giả bất hoặc, nhân giả bất ưu, dũng giả bất cụ. Người có kiến thức thì không nghi ngờ, người nhân từ thì không âu lo, người gan dạ thì không sợ hãi. Học thức là lượng kiến thức của mỗi người, kiến thức là sự trải nghiệm và tích lũy kinh nghiệm. Có học thức nhưng không mở mang kiến thức sẽ dễ tự cho mình là nhất, bảo thủ, cố chấp, ếch ngồi đáy giếng hay thậm chí là tự cao tự đại. Tri thức và sự hiểu biết giúp bạn thay đổi một đời, vô tri vô giác khiến bạn uổng phí một đời. Con người sống ở đời hoặc là học kiến thức, hay là ngao du thiên hạ, mở rộng tri thức, tâm hồn và thể xác, một trong hai phải lên đường. Gan dạ sáng suốt là mưu trí, dũng cảm và khí phách. Có gan dạ sáng suốt mới có dũng, có mưu. Gan dạ sáng suốt cũng chính là biểu hiện của học thức và kiến thức. Có tri thức, có văn hóa,
giống như có trong tay pháp bảo để làm việc lớn. Thứ năm, biết đủ, biết không đủ. Không biết đủ là máy hiệu chỉnh trên hành trình xa khơi của đời người. Người biết đủ là tiên, người không biết đủ là phàm. Làm người, làm việc, cốt yếu phải có khuynh hướng giá trị. Cuộc đời biết đủ, làm người không biết đủ, làm việc không biết đủ mới không bị vấp ngã, mê muội và dừng bước. Có như vậy mới lấy được chìa khóa vàng về giá trị cuộc đời. Cuộc đời biết đủ là tỉnh táo, làm người biết không đủ là kỷ luật và tự giác, làm việc không biết đủ là một kiểu trách nhiệm. Người biết đủ vui, người biết không đủ dũng, người không biết đủ tiến. Xử lý tốt ba mối quan hệ trên, bạn sẽ bước ra khỏi bầu trời riêng của mình để bước vào bầu trời lớn của xã hội, của thời đại, để tìm đúng định vị chính xác cho mình. Thứ sáu, tầm nhìn, quyết đoán và nghị lực là đôi cánh cứng giúp bạn thực hiện ước mơ. Những người coi trọng đại nghĩa, tầm nhìn thường rộng mở. Những người chú trọng lợi ích, tầm nhìn thường có hạn, tâm địa gian xảo. Phải có con mắt tinh tường, sắc sảo, nhạy bén và độc đáo mới có kiến giải cao siêu, lập luận sâu sắc, nhìn thấu tương lai. Khi lầm lẫn và chân lý cuốn lấy nhau, thật giả đan xen, hiện tượng và bản chất khó bề phân biệt, tầm nhìn giúp chúng ta có con mắt tinh tường, không bị mê hoặc, không bị mông lung, nổi trội giữa đám đông. Có tầm nhìn rồi nhưng vẫn cần phải có khí phách quả cảm và nghị lực kiên cường để nỗ lực phấn đấu. Thứ bảy, ôn hòa, nhã nhặn và bình thường là bản tình ca vui vẻ và hạnh phúc. Niềm vui yên bình nhất trên thế gian này là lặng yên quan sát đất trời và nhân thế, rồi từ từ thưởng ngoạn sự hài hòa của chúng. Không màng hơn thua, ngắm hoa nở hoa tàn trước sân, quên mình quên ta, mặc ngoài kia mây cuộn mây vần. Đây là một cảnh giới, tâm thái và trạng thái. Làm thế nào để ôn hòa, nhã nhặn và bình thường trở thành trạng thái thường nhật? Cần phải lắng đọng và tu luyện. Không màng danh lợi, sống thanh tịnh để đi xa hơn. Đối với người thì ôn hòa nhã nhặn, đối với danh thì yên lặng thủ thường, đối với lợi thì bình thường. Luôn giữ trạng thái ôn hòa và cái tâm thanh tịnh, chỉ cần nhìn thấu, nghĩ thông, buông bỏ và quên đi những vật ngoài thân, ắt sẽ yên bình, hạnh phúc. Huy hoàng rực rỡ đến mấy, cuối cùng cũng quay về bình thường, chỉ có bình thường thì mới thật chất nhất. Thứ 8, tự thức tỉnh, tự cảnh giác, tự kiểm điểm là chuông báo cho sức khỏe và bình an. Tâm như nguồn của nước, nguồn sạch thì nước sạch, tâm chính thì sự chính. Tự thức tỉnh, tự cảnh giác, tự kiểm điểm là cách để mình tự đánh thức mình. Thường xuyên đặt mình dưới kính hiển vi hoặc kính lúp để xem xét, kiểm tra chính mình. Như vậy mới có thể cẩn thận trước mọi việc, cẩn thận, cẩn trọng mọi lúc mọi nơi, không dám lơ là trì hoãn. Phải thường xuyên tự kiểm điểm chính mình mới không ngừng hiệu chỉnh và sửa đổi bản thân để không bị lệch hướng, đi sai hướng. Thứ 9, tự tin, tự lập và tự cường là gậy như ý giúp bạn đạp gió rẽ sóng. Kẻ biết người là người khôn, kẻ tự biết mình là người sáng suốt. Thắng được người là có sức mạnh, thắng được mình là kiên cường. Người quý bởi tự tin, những người tự tin thường có năng lực xử trí mọi vấn đề một cách dễ dàng. Con người sống ở đời chỉ cần dương cao cánh buồm tự tin là có thể đạp gió rẽ sóng tiến về phía trước. Tự tin được xây dựng trên cơ sở tự nhận thức đúng đắn là biểu hiện bên ngoài của thực lực và khí phách. Những người tự tin thường tự lập, tự chủ, tự cường, dám làm chủ, tình nguyện làm chủ và có thể làm chủ khi gặp phải vấn đề khó khăn, quyết không thỏa hiệp và khuất phục trước mọi khó khăn trắc trở. Tự tin, tự chủ và tự cường chính là định lực, chính là cây gậy như ý trên đường đời gian truân và đầy trắc trở. Thứ 10, biết ơn, cảm ơn và báo ơn là gam màu nền trong đối nhân xử thế. Chịu ơn một giọt, báo ơn một dòng, đền ơn đáp nghĩa là đạo lý cơ bản trong văn hóa truyền thống, là bản sắc tối thiểu trong đạo làm người làm việc. Đánh mất nó đồng nghĩa với việc đánh mất nền móng và điều kiện làm người làm việc. Có một câu chuyện như sau, có một y tá trẻ vừa mới ra trường, chăm sóc bệnh nhân đầu tiên là Eileen.
Elin mắc phải chứng bệnh rất nặng, chỉ nằm chờ chết vì những mạch máu trong não cô đã bị vỡ ra, nửa thân người cô đã mất cảm giác, dần dần toàn thân cô giống như khúc gỗ, rồi bị hôn mê. Các nhân viên bệnh viện mỗi ngày lật Elin 2 lần để truyền thức ăn lỏng và bao tử. Việc làm này thật nhàm chán vì Elin chẳng có một đáp ứng gì, cô chẳng khác gì một tượng gỗ, không cử động hay tỏ ra hành động, cảm ơn nào. Trước khi chăm sóc Elin, cô y tá trẻ được những y tá kinh nghiệm cho biết tình trạng của Elin và việc mà cô phải làm. Nhưng nữ y tá tập sự này quyết định là phải làm khác hơn những gì các y tá của bệnh viện đó đã làm. Cô nói chuyện, hát, khích lệ Elin, thậm chí tặng quà cho Elin. Đến ngày lễ tạ ơn, ngày trọng đại nhất của nước Mỹ, cũng là ngày quan trọng đối với những người biết ơn đấng tạo hóa về những ơn lành Ngài dành cho họ. Cô y tá này thay vì nghỉ phép đã tình nguyện vào bệnh viện chăm sóc cho Elin. Cô ta đến với Elin đang bất động và nói rằng: "Chị Elin ơi, hôm nay là ngày rất trọng đại, ngày lễ tạ ơn Đức Chúa Trời, nhưng tôi không muốn xa chị. Chị có biết ngày lễ tạ ơn này có ý nghĩa gì không?" Lúc đó tiếng điện thoại reo, cô y tá nhấc chiếc điện thoại lên, nhưng khi quay đầu nhìn lại, cô vô cùng ngạc nhiên vì Elin tỉnh dậy, nhìn cô với 2 hàng nước mắt chảy xuống làm ướt đẫm cả chiếc gối. Elin lay động cả thân thể để bày tỏ lòng biết ơn người y tá trẻ đã tận tình chăm sóc một người chẳng hề có một đáp ứng gì. Cảm ơn cô y tá đã hát những bài ca đầy khích lệ với lời nói yêu thương đầy hy vọng. Nhất là nói đến ơn trời, đấng sáng tạo và bảo tồn vạn vật, ban sự sống và chu cấp mọi vật thực cho loài người. Sau đó Elin qua đời trong an bình với cả lòng biết ơn người y tá trẻ đã dành cho mình lòng ưu ái và sự chăm sóc đặc biệt. Cô y tá ấy đã cổ vũ một tâm hồn cần sự sẻ chia, cổ vũ một người cận kề sinh tử để cô ấy có thể cảm nhận sự đẹp đẽ của lòng người, của tình thương giữa người với nhau. Người bệnh nhân ra đi với lòng biết ơn sẽ vô cùng hạnh phúc vì biết được ở cận kề cái chết đã có một người hy sinh cho mình, ở bên cạnh động viên mình. Chính sự biết ơn ấy sẽ là động lực cho cô y tá giúp đỡ những người kém may mắn hơn trong bệnh viện này. Con người ở đời thường sẽ gặp những người có ơn với mình, nhất là những người giúp đỡ mình trong những lúc khó khăn hoạn nạn. Biết ơn, cảm ơn và báo ơn không chỉ dừng lại ở lời nói mà còn phải được thể hiện trong hành động. Hãy giúp đỡ người khác khi có thể, giúp người, giúp mình để cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn.